và mình không có cái biện pháp gì mà bảo vệ nó thì chắc chắn là bị thế này. Nhưng mà hầu hết các loại gỗ để phần rác thì nó bị thế này. Còn lõi như ví dụ. Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video của Sơn. Trong video ngày hôm nay thì Sơn chia sẻ với các bác một bí quyết hết sức là quan trọng ở trong cái việc làm gỗ, làm sập nói chung, nói riêng, còn việc làm gỗ nói chung. Thì đây là cái bí quyết mà các bác thợ rất ít khi tiết lộ, và đặc biệt là những người mà có nhiều kinh nghiệm thì họ mới có cái những cái bí quyết này để giúp cho chúng ta có thể làm được cái tấm sập đẹp hơn này, giúp cho chúng ta giữ được cái tấm sập độ bền cao hơn, chất lượng tốt hơn, và đặc biệt chia sẻ thật với các bác là giúp cho chúng ta không bị mối mọt nó xâm hại đến cái tấm sập, tấm gỗ của chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta chơi hàng sập gỗ đấy thì một số hàng thì nó sẽ phải có bám rác, và để mà giữ được cái rác này với cái độ bền cao nhất và chơi được đẹp và kích thước lớn nhất thì chúng ta cần phải giữ cái rác này. Thế thì mình phải làm sao để mình giữ được không cho mối mọt nó bám vào, mối mọt nó ăn, bởi vì mối mọt nó ăn thì nó sẽ dẫn tới việc là thối và xấu cái tấm sập của mình đi. Cái tấm sập đang đẹp thì tự nhiên nó có một vài cái vết lỗ ở trên thì nó khiến cho cái tấm sập của chúng ta bị mất giá trị đi. Thế thì mình phải làm sao, ví dụ như này, nó đang đẹp như thế này đúng không ạ, nó không có cái vết gì ở trên nhưng mà vô tình nó lại bị đục, bị mọt như này. Đi ra đây quay qua xem, nó bị đục, nó bị mấy cái con mọt nó đục hay gọi là xăng kim đấy, thì tự nhiên nó bị như thế này. Đây mọi người này, đấy, đây là cái đặc điểm mà cái phần gỗ này, nếu mà trường hợp gỗ mà để mình lâu ngày ngoài trời ấy, mình không có cái biện pháp gì mà bảo vệ nó thì chắc chắn là bị thế này. Nhưng mà hầu hết các loại gỗ để phần rác thì nó bị thế này. Còn lõi như ví dụ như cây này ở đây bị đúng không, ở đây bị này, còn bên trong này thì nó hoàn toàn không bị, bởi vì phần bên trong nó là phần lõi thì nó cứng hơn nên là nó không bị. Còn phần rác thì hầu hết nó đều bị này, nhưng không sao, bởi vì mình vẫn sử dụng được những phần này. Nếu mà chúng ta biết cách sử dụng thì vẫn có thể là tận dụng cái này để mà làm chân cảng này, để mà làm những cái sản phẩm mà phụ thôi đấy, nhưng phải biết cách bảo vệ. Thì hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ với mọi người cách để bảo vệ. Đây có một cái cách rất là đơn giản để giúp cho mọi người có thể mua được cái thuốc mà để chống mối mọt, cực kỳ đơn giản, nhưng nhiều khi mà chúng ta lại rất là dễ thôi nhưng chúng ta lại không làm. Đó là gì? Chỉ cần lên Google, hầu hết thì chúng ta đều có điện thoại rồi đúng không ạ? Lên Google mình tìm chữ thuốc sâu chống mối mọt gỗ thì nó sẽ ra rất nhiều các loại thuốc ở đây. Thế nhưng mà ở đây thì em thấy một cái loại này nó là sử dụng là rất ok, và nhiều cái trang mạng uy tín người ta nhắc đến này. Đó là cái thuốc gì? Thì mình bấm vào cái trang đó là hoatam.vn. Hoatam.vn trong này thì họ có bán cái loại này. Một chai này nó là bao nhiêu ml đây? Thì mình sẽ đọc cái thông số ở trong này. Đấy, nhưng mà nó có tên là Citlin 2.5EC. Đấy, các bác có thể ghi cái này xuống nhé. Có thể chụp màn hình lại cái này, rồi mình sẽ liên hệ. Này em không có bán, nhưng mà bên người ta bán, công ty họ bán. Đấy, mình vào đọc thông số ở đây, mình biết nghe nó như nào. Đây, chính nó đây rồi. Đây các bác này, Citlin này, chống các loại côn trùng này, đặc biệt có con mối này, con mọt, con muỗi này, các loại côn trùng. Thì nó có cái chai, nó là khối lượng của nó là 1 lít thì 900.000. 1 lít 900.000, 1 lít này là chúng ta sử dụng rất thoải mái rồi. Đấy, phân loại mùi hơi hăng, dạng lỏng, hóa chất này. Đặc trị phòng ngừa mối mọt, đây các bác, mọt mối này. Cái này nó là đặc trị luôn đấy, thì các bác sử dụng cái này rất ok. Mình có thể hướng dẫn sử dụng là pha 20 đến 25ml trên 1 lít nước. Hoặc hướng dẫn đấy. Đó, ok thì các bác có thể là dùng cái này. Đấy, thì hiện tại ở đây thì em cũng đang sử dụng cái loại này để em diệt. Nhà làm nông nên là có cái bình này phun thuốc. Thì bây giờ mình pha nước theo cái tỷ lệ ở trong này họ đã chia sẻ rồi. Mình pha vào cái bình này thì một lần mình phun như vậy là mình phun nguyên lô luôn, để phòng tránh cái trường hợp nó bị mối mọt sau này. Đấy, thế nên là nhiều bác cứ hỏi là có sợ bị mối mọt không, thì đương nhiên là có rồi, nhưng mà nếu mà mình phòng tránh thì nó sẽ giảm được cái phần mối mọt này rất là tốt. Thì thường thì em sẽ phụt một lần là mình phun hết cả lô luôn, nên là cái lô của mình nó cũng dù sao thì nó cũng sẽ bảo vệ tốt hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu phun các bác nhé. Thì đấy, nó cũng dư như là mình phun thuốc bình thường vậy thôi, phun để cho nó yên tâm.
Đấy, vừa rồi thì em đã quay cho các bác quá trình cơ sở gỗ Mộc Tín thực hiện cái thao tác đó là mình phun chống muối mọt, giúp cho tấm sập gỗ của chúng ta nó được trở nên là bền hơn, đẹp hơn, không sợ bị cong vênh, không bị sợ bị muối mọt nữa. Đấy là để giải thích cho các bác cái câu hỏi sản phẩm sập gỗ nó có bị muối mọt hay không. Thì em xin phép là kết thúc cái video đây. Còn nếu các bác có điều gì mà chưa hiểu hoặc có điều gì mà muốn hỏi thì có thể là đặt câu hỏi cho em ở bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào.